Chiều ngày 9 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phối hợp với công an phường Hòa Thọ Đông, công an phường Hòa Xuân phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn có dấu hiệu chuẩn bị hung khí đánh nhau. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, công an quận Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà của Nguyễn Trọng Phát, 14 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thu giữ 7 cây ba chỉa, 2 dao phóng lợn, đều dài gần 2 mét. Tại cơ quan công an, Phát tự nhận có chơi với nhóm Tân Lệ Thiên gần 20 người. Vì mâu thuẫn của một thanh niên trong nhóm với một nhóm khác có tên Thiên Đường nên Phát đứng ra nhận chuẩn bị chế tạo các hung khí của cả nhóm. Tiếp tục phối hợp với công an phường Hòa Thọ Đông, công an quận Cẩm Lệ kiểm tra nhà của Lê Văn Hiếu, 16 tuổi, trú tại địa phương, thu giữ 3 cây đao tự tạo, 4 cây kiếm, 1 dao bầu, 2 gậy bông chày. Hiếu khai nhận nhóm của mình gồm hơn 10 thành viên, phần lớn đều đã bỏ học. Hiếu nhận giữ số hung khí trên từ một người trong nhóm để đề phòng khi có mâu thuẫn đem ra sử dụng. Hiện công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan còn lại của hai nhóm thanh thiếu niên trên để nhanh chóng làm rõ vụ việc.